Kính thưa quý vị, bây giờ là 2 giờ 2 phút chiều ngày thứ hai hôm nay 30 tây tháng 3 năm 2020. Tôi là Thầy Thích Thông Lai, xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào Việt Nam ở trong nước và ở hải ngoại. Sáng nay tôi rất bận, nhưng mà chiều nay tôi có rảnh đôi chút, cho nên tôi dành một chút thời gian để mà trả lời những câu hỏi của Phật tử khắp nơi gửi về. Tôi xin mời quý vị theo dõi những câu hỏi mà đã gửi về cho tôi trong mấy ngày qua. Thưa sư phụ, ngày hôm qua chúng con là một nhóm Phật tử ở Cali có theo dõi những cái câu trả lời của thượng tọa về cái tình trạng có một cái làn sóng các đài tiếng Việt ở tiểu bang Cali đang đánh phá tổng thống Donald Trump, và hiện tượng mẻ nắm đã làm xôn xao tất cả cộng đồng mạng ở Hoa Kỳ. Và sư phụ có nói một câu: sư phụ không muốn nhúng tay vào chuyện này để tạo nên cái tình hình chia rẽ ở trong cộng đồng. Tụi con muốn sư phụ nói rõ. Sư phụ là một cái nhà lãnh đạo tinh thần, là một cái người có một cái diễn đàn chống cộng, thì những người nào ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, sư phụ có quyền nói, có quyền để mà bình luận, để cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại và trong nước biết đúng sai. Tại sao sư phụ lại tránh né cái vấn đề này? Xin sư phụ dành chút thời gian trả lời cho chúng con. Chúng con là một nhóm Phật tử đang sống tại miền Bắc California, thành phố San Jose. Quý vị có biết rằng tôi không muốn đào sâu vấn đề này khi các cái đài truyền thông của người Việt quốc gia chúng ta ở hải ngoại đã có những chương trình đánh phá vào uy tín của Tổng thống Donald Trump, và khi một người tù nhân lương tâm là mẹ nấm có những lời phát biểu nó không đúng với cái tư cách của một tù nhân lương tâm, và nó có vẻ là không có biết mang ơn cái đất nước này đã cưu mang mình. Mà tại sao tôi tránh né? Tôi xin nói thẳng, vì ngày hôm qua tôi không có nhiều thời giờ, bữa nay tôi nói thẳng vấn đề này. Thứ nhất là trong giữa tháng 4 này, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có một cuộc họp quan trọng để mà nó bố trí lại nhân sự. Và theo các cái người đệ tử của tôi đang có mặt ở Việt Nam và có làm việc trong các hệ thống chính quyền của Đảng Cộng sản cho biết, là trong cái cuộc họp quan trọng ở trung tuần tháng 4 này của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ sẽ có cuộc thay đổi nhân sự, là họ sẽ bàn giao lại nhiều chức vụ quan trọng, trong đó có chức vụ Tổng Bí thư Đảng, cho những nhân vật mới để điều hành đất nước. Mà quý vị nên biết rằng, họ cho tôi biết, những người đệ tử của tôi đang có những nguồn tin quan trọng, là trong cuộc họp của Đảng Cộng sản Việt Nam vào trung tuần tháng 4 này sẽ có mặt của nhân vật cao cấp của Tàu Cộng. Và quý vị biết rằng tại sao cái cuộc họp này nó quan trọng. Mà cuộc họp này nó rất là quan trọng là nó thay đổi quyền lực, và nó đang tiến hành từng bước để mà thi hành mật ước Thành Đô. Cho nên Tàu Cộng nó không thể ngang nhiên mà nó chiếm Việt Nam bằng một cái mật ước Thành Đô. Đã kêu là mật ước thì không được công pháp quốc tế công nhận. Và bây giờ Tàu Cộng đang rất là ráo riết bằng mọi cách để mà đưa quân đội vào trong hợp pháp ở Việt Nam để mà kiểm soát vùng Biển Đông, vì chiến tranh sắp xảy ra. Mà Tàu Cộng không thể nào mà công khai di chuyển hàng chục sư đoàn từ ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc, rồi ngang nhiên chạy vào trú đóng ở Hà Nội, Sài Gòn và dọc dài dài từ ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mau,
cho tới luôn cả Phú Quốc và Côn Đảo. Mà hiện tại Tàu Cộng đang nắm được Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà Tàu Cộng không nắm được tất cả những cán bộ trung cấp và không nắm được 100 triệu trái tim của người Việt Nam. Chút nữa vấn đề này tôi sẽ bàn sâu thêm. Và sở dĩ mà Tàu Cộng nó đang thi hành kế hoạch này, cho nên nó chỉ thị cho cái bọn cộng sản nằm vùng ở tại hải ngoại là phải làm một cái xì căng đồ, một cái chuyện gì đó mà nhân vật nào có thể tạo ra một cái cuộc xì căng đồ trong lúc này, để cho tất cả các diễn đàn chống cộng, tất cả những cái trang web, những cái Facebook mà có cái dư luận chống cộng, có ảnh hưởng tới Việt Nam, sẽ quên đi cái chuyện Tàu Cộng hợp để bàn giao nhân sự, sẽ quên đi cái việc Hiệp nghị Thành Đô được thực thi trong cái cuộc họp của Đảng Cộng sản vào trung tuần tháng 4 này, bằng cách là họ tung nhau để mà tấn công vào cái mẹ nấm. Quý vị thấy rõ rằng, cho nên cái thời điểm này là cái thời điểm mà tình báo Hoa Nam ra lệnh cho Cộng sản Việt Nam phải làm sao để mà chuyển hướng dư luận của những cái trang web, những diễn đàn chống cộng, tập trung vào những cái chuyện mà để quên đi cái chuyện Hiệp nghị Thành Đô sắp sửa diễn ra ở trong cái hội nghị của Đảng Cộng sản, để bố trí lại cái lực lượng đảng viên nằm trong Bộ Chính trị, ai sẽ ngồi ghế Tổng Bí thư, ai sẽ ngồi ghế Chủ tịch, ai sẽ là ngồi ghế Thủ tướng. Và cái thay đổi nhân sự này có sự biểu quyết và có sự điều hành của một nhân vật cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà không muốn cộng đồng người Việt, tất cả những hệ thống truyền thanh, tất cả những cái diễn đàn chống cộng có uy tín mà đem ra phân tích và quên đi cái nạn dịch Corona Vũ Hán đang tàn phá đất nước Việt Nam. Cho nên đó là cái tin chính xác tôi nhận được từ nhóm đệ tử của tôi đang làm việc trong chính quyền của Cộng sản Việt Nam. Và họ nói tôi phải đánh lên tiếng chuông báo động để cho người Việt Nam, mẹ nấm chỉ là con cờ, mà con cờ này đáng lẽ nó chưa sử dụng bây giờ đâu. Nhưng mà vì tình trạng cấp bách, Tàu Cộng không muốn cái lực lượng coi như diễn đàn, cái lực lượng Facebook, cái lực lượng YouTube của người Việt ở hải ngoại chĩa mũi dùi để mà tấn công vào cái việc thực thi Hiệp nghị Thành Đô. Cho nên họ muốn đưa con cờ mẹ nắm ra để mà coi như hướng dẫn dư luận. Đó là cái điều kiện tôi không muốn rơi vào cái bẫy của Việt Cộng và Tàu Cộng, mà tôi tập trung vào cái vấn đề theo dõi cái vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ họp vào trung tuần tháng 4 này để mà có một cái coi như việc bàn giao hợp pháp, hợp hiến, không bị thế giới lên án mà không bị dân Việt Nam coi như chống đối. Cho nên đó là cái vấn đề của thầy. Cho nên xin trả lời thẳng với cái nhóm đệ tử của thầy sống ở miền Bắc Cali là chúng ta hãy tập trung tất cả coi như lực lượng để mà bảo vệ Tổ quốc. Cái chuyện mà các tên Việt Cộng nằm dùng, mẹ nắm chuyện đó đâu còn đó, nó không còn đất sống đâu, nó là dán bài lật ngửa rồi. Nhưng mà bây giờ tới cái lúc chúng ta phải tập trung lại để quay về Tổ quốc Việt Nam, để theo dõi cái diễn biến của cuộc Đại hội Cộng sản vào trung tuần tháng 4 này về thay đổi nhân sự và có sự hiện diện của lãnh đạo Đảng Cộng sản Tàu ở trong cái cuộc họp để mà chuyển giao nhân sự này. Cho nên đó là lý do thầy không muốn rơi vào cái bẫy của Việt Cộng và Tàu Cộng. Bây giờ ở trong cái vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Tàu, nó đã có một hiệp ước Thành Đô được ký vào ngày 3 tháng 9 năm 2000 năm 1990, tức là tới tháng 9 này là đủ 20 năm. Cho nên bây giờ Đảng Cộng sản nó đã có một cuộc họp sẽ được xảy ra vào trung tuần tháng 4 này. Mà bây giờ tôi nói thẳng, Tàu Cộng không thể nào mà đưa quân đội trực tiếp công khai di chuyển vào trong đất nước Việt Nam
mà không có được coi như quốc tế công nhận. Cái mật ước là chỉ hai bên lén lút ký kết với nhau. À, Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước cho Đảng Cộng sản Tàu. Mà cái đó là kêu là mật ước chứ không phải là một hiệp ước công khai được quốc tế công nhận. Bây giờ tất cả các cuộc di chuyển quân đội của Tập Cận Bình đều phải có thông báo. Thí dụ Tập Cận Bình nói muốn không tự nhiên mà nó di chuyển quân đội từ ở Quảng Đông, từ ở Trùng Khánh, từ những cái vùng mà nó đưa xuống để mà sát bờ biển để chuẩn bị đánh Đài Loan, nó không khi nào nó dám di chuyển, mà nó phải tuyên bố rằng nó có một cuộc tập trận. À, nó sẽ công bố, coi như là Bộ Ngoại giao của Trung Quốc tuyên bố là ngày đó giờ đó nó sẽ có cùng một tập trận ở một bờ biển đối diện với đảo quốc Đài Loan. Nếu nó không tuyên bố như vậy và coi như Đài Loan họ sẽ hiểu lầm là Tàu Cộng di quân chuyển quân để đánh chiếm họ, và họ sẽ khai phát súng đầu tiên. Mà Tàu Cộng hiện giờ rất sợ cái phát súng đầu tiên để mà chiến tranh. Cuộc chiến tranh của Tàu Cộng bây giờ là làm sao cuộc chiến tranh này không xảy ra trên đất nước của Tàu Cộng mà sẽ xảy ra ở trên một chiến trường nào đó, như tôi từng bình luận, xảy ra ở chiến trường Bắc Hàn, xảy ra ở chiến trường Việt Nam, xảy ra ở chiến trường Đài Loan, hoặc là xảy ra ở trên chiến trường Biển Đông. Đánh Bắc Hàn thì cái thằng Bắc Hàn này là cái con chó, nó đã điên, nó đã phản chủ rồi, nó lại có bom nguyên tử, cho nên lạng quạng nó ném một cái quả tiễn có bom nguyên tử thì Tàu Cộng cũng mệt lắm. Và đánh Việt Nam thì bây giờ Việt Nam không cần đánh. Cái tên Nguyễn Phú Trọng nó là người Tàu hay người Việt không quan trọng, vì coi như nó đã chết lâu rồi. Tất cả các nguyên thủ quốc gia ngày đêm lên diễn đàn, từ Thủ tướng Anh, từ Tổng thống Pháp, Tổng thống Đức, Tổng thống Ý, Tổng thống Tây Ban Nha, Tổng thống các nước Âu Châu, trên toàn thế giới, Thủ tướng Nhật, Tổng thống Nam Hàn và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liên tục lên tiếng bảo vệ tính mạng và quyền lợi của người dân trong cái trận dịch cúm Corona này. Nhưng mà tên Nguyễn Phú Trọng nó còn sống hay chết, nó người Tàu hay Việt, quý vị thấy rõ ràng không có một lời nói nào để mà bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân Việt Nam. Như vậy nó là ai quý vị biết rồi, tôi khỏi cần nói. Nguyễn Phú Trọng là tay sai cho Tàu. Nhưng mà những người ở trong nước, trong 4 triệu đảng viên, không phải tất cả 4 triệu đảng viên đều là tay sai cho Tàu. Ở trong đó có những đảng viên là con cháu của những cán bộ lão thành. Cha của họ đã hy sinh trên chiến trường năm 1979 trong cuộc chiến đánh với Tàu Cộng vào năm 1979. Họ có mối thù với Tàu Cộng. Có những gia đình là có những con em đã hy sinh ở trận chiến Gạc Ma năm 1988, và cũng trong 4 triệu đảng viên ít nhất cũng có 1 triệu đảng viên vẫn có trái tim Việt Nam. Tôi thí dụ gần đây Nguyễn Đức Chung, nó cũng là một tên cộng sản, nó cũng là một tên coi nợ máu với nhân dân, nhưng mà nó vẫn có nghĩ tới cái vấn đề và cái vấn đề tính mạng tài sản của đồng bào ở Hà Nội. Cho nên nó mới nói những cái câu là phải nói cho thật, không được giấu giếm. Những cái gì không minh bạch là sẽ trả giá đất đắt. Câu đó nó nói không phải mới đây, mà nó nói cách đây hơn 30 ngày. Và nó phải xin phép cho công bố con số coi như Corona Vũ Hán chính thức. Và nó nói phải truy lùng cho được 40.000 người đã từng ghé qua bệnh viện Bạch Mai, vì đó là con số lây nhiễm. Như vậy Nguyễn Đức Chung nó mặc dù là một tên cộng sản, một tên tội ác của dân tộc Việt Nam, nhưng mà nó vẫn có trái tim nghĩ tới đồng bào Hà Nội. Không phải tất cả người cộng sản đều có máu lạnh. Họ cũng là những người lỡ đi theo cộng sản, là leo lưng cọp là leo. Cho nên Tàu Cộng biết rõ cái điều đó. Và ngoài cái số đảng viên mà nó không nắm được, nó làm sao mà nó nắm được 100 triệu trái tim của đồng bào người Việt. Và hiện tại một số đệ tử của tôi làm ở trong Việt Nam, họ là những người dính líu tới Việt Cộng, họ là những đảng viên trung cấp, nhưng mà họ nói rằng Tàu Cộng rất là điên cuồng, là muốn đưa quân vào càng sớm càng tốt, nhưng mà không thể đưa quân đi tiến vào 6 cửa khẩu
mà không bị lên án, hiệp quốc tế lên án, vì Việt Nam và một nước có chủ quyền và có ghế ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cho nên nó phải họp Đảng Cộng sản Việt Nam vào trung tuần tháng 4 này, để mà nó và Việt Nam sẽ ký một cái hiệp định về vấn đề hợp tác quân sự, là kêu là thao diễn về là hợp tác quốc phòng. Như vậy thì nó mới chính danh ngôn thuận, nó vừa đưa quân đội vào đồn trú ở trên lãnh thổ Việt Nam dọc theo cái bờ biển để nó bảo vệ cho cái khu vực Biển Đông. Vì khi cuộc chiến tranh xảy ra, quý vị biết rằng gần đây mặc dù nó đang ở trong tình trạng là bị nạn dịch Corona Vũ Hán tàn phá, nhưng mà nó tiếp tục mở rộng các căn cứ quân sự, nó tân trang tất cả các phi trường ở khu vực Hoàng Sa và Trường Sa vì nó chuẩn bị chiến tranh. Đối với Hoa Kỳ, các hải đảo như là Hoàng Sa, Trường Sa, các phi trường mà nhân tạo của Tàu Cộng, Hoa Kỳ chỉ cần một cái hạm đội 7 thôi là đủ tiêu diệt trong vòng coi như 4 tiếng đồng hồ, nhấn chìm xuống biển. Vì cái hải đảo lúc nào nó cũng là mục tiêu cố định. Thí dụ như bây giờ, người ta muốn bắn một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, người ta lấy cái tọa độ xong, thì từ ở trong Bắc Kinh, từ ở trong Thượng Hải, từ ở trong Thẩm Quyến, mà trái quả tiễn liên lục địa nhắm vào cái mục tiêu là hàng không mẫu hạm, thì khi nó đến đó nó phải mất ít nhất là từ 10 phút tới 15 phút. Trong 10 tới 15 phút đó, hàng không mẫu hạm nó đã di chuyển qua một cái địa điểm khác, vì cái hàng không mẫu hạm không phải là một cái hải đảo cố định. Còn các hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa là mục tiêu cố định, cho nên một cái đầu đạn của Hoa Kỳ về liên lục địa, họ chỉ cần rồ gam cái địa chỉ của cái Hoàng Sa, Trường Sa, cái phi trường của Tàu Cộng, là 15 phút sau nó nhủi xuống 1.000 cái quả tiễn là xóa sổ cái phi trường đó. Cho nên bắn hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ rất khó. Ngoài ra còn có những dàn quả tiễn coi như không đối không, địa đối địa, và những cái dàn coi như vệ tinh nhân tạo để nó đã phát hiện những chiếc quả tiễn trước khi nó đến mục tiêu là đã bị những quả tiễn coi như của Hoa Kỳ tiêu diệt còn trên ở không phận. Cho nên Tàu Cộng muốn bảo vệ các căn cứ quân sự của mình, muốn tiếp tế các căn cứ quân sự của mình nằm ở trên hải đảo để mà chống lại Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đông, thì phải có những cái căn cứ quân sự đóng tại Việt Nam, đóng tại Phú Quốc, đóng tại khu vực coi như là bờ biển Vũng Tàu ở Đà Nẵng, để chi ở Cam Ranh, để chi tiếp tế cho các cái căn cứ quân sự của Tàu ở trên Hoàng Sa và Trường Sa. Cho nên bằng mọi giá Tàu Cộng sẽ đưa nhân sự và sẽ đưa người của Tàu Cộng nắm nhiều hơn nữa, và những cái người mà sẽ được Tàu Cộng bổ nhiệm gạt đầu là sẽ người đó là người của Tàu Cộng. Và Cộng sản Việt Nam công khai tuyên bố là sẽ có nhân vật cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc có mặt trong cuộc họp vào trung tuần tháng 4 này của Đảng Cộng sản Việt Nam để thay đổi nhân sự từ Tổng Bí thư, từ tỉnh ủy, từ Chủ tịch nước, từ Thủ tướng, từ Phó Thủ tướng đều được hàng loạt thay đổi. Và để tránh cái sự chống đối thì Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam sẽ có những hiệp ước, mà cái hiệp ước này nó sẽ giúp cho Tàu Cộng và Việt Cộng thi hành Hiệp định Thành Đô một cách hợp pháp, hợp hiến, vì đây là những hiệp ước về quân sự, vì đây là những chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam và do coi như đảng cử và đảng viên bầu, mà ai cử ra, Tập Cận Bình cử, và ai bầu chính là coi như 4 triệu đảng viên Cộng sản nó bầu, nó tạo lên một cách là hợp pháp hợp hiến. Quý vị sẽ theo dõi, yêu cầu tất cả các diễn đàn của người Việt hải ngoại theo dõi cái cuộc họp thay đổi nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam vào trung tuần tháng 4 này. Và quý vị biết rằng tất cả những việc điều hành đất nước kể từ mấy tháng nay đều nằm trong tay của cái tên Trần Quốc Vượng, thường trực ban bí thư, chứ không phải nằm trong tay của tên coi như Tổng Bí thư Bùi Nhìn hai ghế Nguyễn Phú Trọng. Mà quý vị biết tất cả những quyết định lệnh lạc đều nằm trong tay cái tên thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng, và theo cái nguồn tin của Hoa Kỳ và nguồn tin của những đảng viên cộng sản thì Tàu Cộng đã chọn Trần Quốc Vượng
thường trực ban bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là tân tổng bí thư. À, còn cái chủ tịch nước là ai thì tôi chưa có nắm rõ. Cho nên vì vậy tôi yêu cầu tất cả các diễn đàn người Việt ở hải ngoại dành hết tinh thần và chĩa mũi dùi vào ở trong cái cuộc họp của Đảng Cộng sản thay đổi nhân sự, có sự coi như quản chế của Tàu, và tụi nó sẽ có những hiệp ước để mà đưa quân đội Tàu hợp pháp, hợp hiến, trú đóng tại Việt Nam. Và hiện tại một cái điểm mà Tàu Cộng rất là nhức nhối là dân Việt Nam hiện giờ theo thống kê mới nhất và thư từ miệng của tên Tổng Thủ tướng Bù Nhìn Nguyễn Xuân Phúc, nó đã lan rằng bây giờ phải lo nuôi tới 105 triệu người ăn, 105 cái miệng ăn, 105 triệu cái miệng ăn người Việt Nam trong cái thời gian đại dịch này. Tức là người Việt Nam bây giờ theo tụi nó thống kê là không phải là 95 triệu mà đã là 105 triệu rồi. Thì bây giờ người Tàu họ thấy rằng người Việt Nam còn quá đông, mà cái người nữ đệ tử của thầy đang có mặt ở Tàu và hiện giờ đang ở Hồng Kông chờ visa nhập cảnh vào Mỹ. Người đã cung cấp nhiều tin tức quan trọng về vấn đề ôm bom tự sát, về vấn đề Việt Nam triều cống là quý vị thấy đã đúng rồi. Mà họ nói rằng sở dĩ Việt Nam không được lệnh đóng 6 cửa khẩu biên giới ở Việt Nam và Tàu Cộng, lý do là Tập Cận Bình muốn giết dân Việt Nam khoảng 50 triệu. Muốn giết dân Việt Nam khoảng 50 triệu để dễ dàng đồng hóa. Hiện tại người Tàu tại Việt Nam là con số nó khoảng từ 30 triệu cho tới 50 triệu. Và họ không muốn người Việt Nam vẫn còn quá đông. Khi mà người Việt Nam mà họ thấy rõ là Việt Cộng đang bán nước cho Tàu, và khi quân đội Tàu mà nó có mặt ở tại Sài Gòn, ở tại Hà Nội, ở tại Đà Nẵng, ở tại Phú Quốc, thì dân lòng yêu nước của người Việt Nam sẽ nổi loạn, và những cuộc tấn công vào người Tàu bằng cái cuộc chiến tranh du kích sẽ xảy ra. Và như vậy Tàu Cộng sẽ thiệt hại. Cho nên không gì giết dân Việt Nam bằng cách là tiếp tục chỉ thị cho Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục. Không có gì giết dân Việt Nam tốt bằng cho lệnh là Nguyễn Xuân Phúc phải mở cửa biên giới. Và không có gì làm cho dân Việt Nam đói bằng cách là tiếp tục nhập cảng gạo của Việt Nam và tiếp tục ngăn chặn cái nguồn nước chảy xuống đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên hiện giờ tôi nói quý vị theo dõi cuộc họp của Đảng Cộng sản vào trung tuần tháng 4 này để mà chuẩn bị chúng ta thông tin, chúng ta thông báo cho những người Việt yêu nước biết để mà hành động trước khi quá trễ. Và tôi nói rõ chúng ta đừng có rơi vào cái bẫy chuyển hướng dư luận để mà đánh vào mẹ nấm. Cái con cờ đã lật ngửa rồi, mẹ nấm không còn cái cơ hội sống sót ở cộng đồng người Việt, không còn lường gạt được ai nữa đâu. Mà tại sao nó không sử dụng ai mà sử dụng con cờ mẹ nấm? Vì những mục tiêu là tụi nó đang tiến hành các cái thỏa hiệp thành đô qua các cái mật ước mà bây giờ nó phải công khai hóa vào tháng 4 này một cách hợp pháp và hợp hiến. Tôi xin phép quý vị, mùa này ở trên này nó đang có hoa và thầy đang bị dị ứng rất là nặng. Như vậy quân Tàu không thể nào ngang nhiên mà đi vào Việt Nam nếu không có ký được một thỏa hiệp với Đảng Cộng sản Việt Nam trong trung tuần tháng 4 này. Và tôi xin nói rõ, tôi đặt cái vấn đề tồn vong của dân tộc trên hết, và tôi khuyên tất cả những diễn đàn của người Việt quốc gia hãy tập trung tất cả cái mũi dùi vào trong cái Tàu Cộng, Việt Cộng, vào trong cuộc họp ở trung tuần tháng 4 này, và chúng ta phải tiếp tục cập nhật tình hình Corona Vũ Hán nó đang tàn phá dân tộc Việt Nam, hơn là chúng ta tiếp tục để mà đánh phá ông Trump, để mà coi như đánh qua đánh lại về vấn đề cái gián bài lật ngửa mẹ nấm, vấn đề Tàu Cộng và Việt Cộng. Lúc nào nó muốn chuyển hướng dư luận, nó đều tạo lên một cái chuyện để cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại
tập trung vào đó mà quên đi cái chuyện là Cộng sản sắp giao đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng vào trung tuần tháng 4 này bằng các hiệp ước hợp pháp hợp hiến, là dân tộc Việt Nam có những cái hiệp ước về quân sự để cho Tàu Cộng đóng trú quân đội ở trên lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Và chúng ta phải đánh lên tiếng chuông là Tàu Cộng đang có chỉ thị giết đi 50 triệu người Việt Nam, càng sớm càng tốt. Vì nó còn để người Việt Nam quá đông thì nó khó đồng hóa người Việt. Khi mà người Việt Nam nhìn rõ cái bộ mặt bán nước, cái bộ mặt hại dân của cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là cái nhận định thứ hai. Trả lời một câu hỏi nữa. Thưa sư phụ, gần đây chúng con là những Phật tử của sư phụ đang sống ở tại Mỹ. Tụi con sống ở tiểu bang Texas, cách làng Di Đà của sư phụ khoảng 2 giờ lái xe, thành phố Houston. Tụi con thấy ở trên mạng đang khuếch tán là những cái test kit để thử dương tính âm tính của Tàu Cộng đã bị Tây Ban Nha chê và trả lại, đã bị Anh chê và trả lại, và nói kết quả chỉ có 20% là đúng, còn 80% là sai. Những tin này là tin ảo hay là tin thật? Xin sư phụ cho chúng con biết làm thế nào mà Tây Ban Nha, Anh Quốc, Đức Quốc và Hoa Kỳ biết rõ là những cái bộ phận test dương tính âm tính của Tàu Cộng là sai số tới 80%. Xin cảm ơn sư phụ, chúc sư phụ sức khỏe để mà sau cơn dịch tiếp tục trở lại điều hành hệ thống làng Di Đà để chúng con được tu học. Rất đơn giản, tôi không nói về Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không có nhập ba cái đồ dởm của China. Cái bộ test của Tàu Cộng á, test xong mấy ngày mới có kết quả. Cái bộ test của Hoa Kỳ bây giờ có 5 phút thôi. Sở dĩ mà con số người nhiễm bệnh virus corona China càng ngày càng tăng ở Hoa Kỳ là vì những cái bộ phận mà hai test để test cái người đó có âm tính dương tính quá lẹ, có 5 phút thôi. Và nó đã được tràn ngập ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Cho nên con số này là con số thật, Hoa Kỳ không có giấu. Còn Việt Cộng nó nói thật sự từ ngày 21 tháng Giêng cho tới bây giờ, Việt Cộng nó nói thật chứ không nói sai. Những người mà bị bệnh té chết nó đều nói là nghi nhiễm thôi, chứ nó không dám nói nhiễm. Vì trong nguyên 1 tháng 2 tất cả những cái người bị bệnh sốt cúm corona Vũ Hán đều được thử máu và được lấy nước miếng và chuyển qua cho phòng thí nghiệm bên Tàu Cộng. Từ Việt Nam chuyển qua cho Tàu Cộng, Tàu Cộng thử 4 ngày rồi mới trả lại. Mà Tàu Cộng nó không có thời gian để nó lo cho dân nó. Lấy gì nó lo cho cái dân mà thuộc địa là Việt Nam, là cái tỉnh của nó. Cho nên Việt Cộng nó nói là cái người đó chết là có triệu chứng là sốt cúm, nhưng mà nghi nhiễm thôi. Tại vì nó đâu có kết quả đâu mà nó dám nói là nhiễm. Thành những lời nói đó là lời nói thật của tụi Cộng sản đó nha. Tại vì nó không có cái gì để mà nó test hết. Và gần đây, sau khi cái chương trình 37 triệu đô la và cái tổ chức CDC của Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam, 4 bác sĩ, người ta đã tặng cho hàng chục ngàn cái kit để mà thử, thì bệnh viện Bạch Mai mới té ngửa ra, bệnh viện Chợ Rẫy mới té ngửa ra, những cái cơ quan kiểm dịch mới té ngửa ra là người dương tính rất nhiều, ha. Cho nên những con số mà nó bùng phát sau này, đến nỗi mà Nguyễn Đức Chung phải nói lên sự thật, và Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải than trời, nói vào cái tháng 2 nha, chứ không phải bây giờ đó, con số lây nhiễm đã 40.000, và con số chết trên 1.000. Tại vì lúc trước nó không có cái gì để thử hết, mà thử phải 4 ngày, mà phải thử cái đồ của Tàu Cộng thì không có đúng. Thì trở lại vấn đề họ hỏi tại sao mà người ta dám nói là cái đồ thử dương tính âm tính của Tàu Cộng nó sai số tới 80%. Tây Ban Nha nhập cảng của Tàu Cộng tới hàng trăm ngàn cái đồ thử đó, cái bộ phận test kit thử virus corona Vũ Hán. Và khi họ đem về thì các bác sĩ, các khoa học gia của người Tây Ban Nha họ mới thử trên những người Tây Ban Nha bị lây nhiễm,
và họ thấy người đó bị âm tính và họ cho xuất viện. Nhưng mà người 10 ngày sau họ trở lại thì thử lại cái kit của Hoa Kỳ thì ra dương tính nha. Hoa Kỳ họ tặng cho Tây Ban Nha chỉ có 500 tới 1.000 cái mẫu và họ cho cái công thức để tự chế và họ không có bán, chỉ có Hàn Quốc là bán. Và Hoa Kỳ tặng cho cái công thức để mà làm ra và họ chỉ cho hàng mẫu thôi. Sau khi mà Tây Ban Nha nó đã xét nghiệm, nó thấy ủa, thử cái bộ phận cái kit của Tàu thì ra âm tính, mà thử của Mỹ ra dương tính, cho nên nó kêu gọi lại 100 người mà thử trước đây bằng cái test của Tàu, nó thử lại là 80 người là dương tính. Và nó thử lại những người mà đã là dương tính của Mỹ bằng cái thử của Mỹ, thì nó thử lại đó, thì ta lấy cái đồ thử của Tàu thì nó thử những người mà Mỹ đã thử dương tính thì cho ra là âm tính, rất là dễ thôi, hiểu chưa quý vị? Nó lấy những người mà lâu nay đã thử là cho kết quả âm tính mà về họ vẫn bệnh, rồi gia đình họ có người chết đưa vào bệnh viện thì nó thử lại của Mỹ thì thà dương tính, rồi nó lấy những người mà đã thử dương tính của Mỹ, nó lấy cái bộ phận của Tàu cộng nó thử những người đã dương tính mà cho ra âm tính, thì như vậy nó thử 100 người thì chỉ trúng có 20 người, cho nên 80% là đồ dởm là ở chỗ đó, rất đơn giản hả. Những cái người mà đã dương tính, đã thử rồi, đã bị bệnh rồi, nằm chờ chết, đang thở oxy, mà nó lấy cái máu của người đó nó thử, nó lấy cái nước miếng của người đó nó thử thì lại cho ra âm tính bằng cái test của Tàu, thì rõ ràng là cái đồ này đồ dởm, không có gì khó hết. Để tôi lấy một cái mail nữa tôi trả lời tôi đọc. Thưa sư phụ, con là một Phật tử sống ở tại Arizona, lâu nay vì làng Di Đà, Indio đóng cửa nên con không có thể ghé thăm sư phụ và cư dân trong làng. Con có thắc mắc, Tàu Cộng và Việt Cộng đã có một mật ước thành đô. Tàu Cộng có quyền họp Đảng Cộng sản Việt Nam và đưa ra cái mật ước thành đô và công khai tuyên bố kể từ ngày đó, tháng đó là cái ngày 3 tháng 9 năm 1990, Cộng sản tuyên bố 30 năm sau Việt Nam trở thành một tỉnh của Tàu, thì tại sao không làm như vậy mà lại kéo dài rồi họp này họp nọ chi cho mất công? Con xin sư phụ giải thích cho con tại sao Tàu Cộng Việt Cộng không làm như vậy. Chắc chắn là không được. Làm được thì Tàu Cộng Việt Cộng đã làm rồi. Tại vì Tàu Cộng chỉ nắm được Nguyễn Phú Trọng, chỉ nắm được một vài tướng lãnh coi như bán nước, mà không có nghĩa là 60 mấy tỉnh thành của Việt Nam Tàu Cộng đều đã gài được những tên bán nước. Và một cái khó nữa là cho dù 4 triệu đảng viên đều là những tên bán nước thì 100 triệu đồng bào Việt Nam không lẽ không có được 70 triệu người yêu nước hay sao? Ha. Cho nên Tàu Cộng lợi dụng các nước đang bị bệnh dịch, Hoa Kỳ đang chống dịch, và mới ngày hôm qua hôm kia đây, 4 bác sĩ trong phái đoàn CDC của Hoa Kỳ đang có mặt ở Việt Nam để mà giúp thi hành cái vấn đề cứu trợ 37 triệu đô la đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ triệu hồi về. Vì bây giờ Hoa Kỳ không có đưa bất cứ một chuyên viên của cơ sở CDC Hoa Kỳ để ra giúp nước nào hết, mà Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi tất cả trở về để mà coi cứu giúp Hoa Kỳ trước hết. Mà một cái tin rất là vui, một cái tin rất là vui là cái thuốc mà trị sốt rét đã được cơ quan coi như kiểm soát về thuốc men và thực phẩm của Hoa Kỳ là đã approve để mà cho sử dụng trên cái đại chúng. Và tại sao họ đã thử nghiệm? Tại vì cái tại bệnh viện của New York, con số người phục hồi rất là cao. Ở thành phố New York là cái nơi
đang bị bệnh dịch corona nặng nhất. Lý do là họ bị nặng là lý do tại sao? Tại thành phố New York, con số người Tàu, người Mỹ gốc Tàu là gần 800.000 người. Tại thành phố New Jersey, con số người Mỹ gốc Tàu là có 180.000 người theo thống kê của Hoa Kỳ. Và vì Hoa Kỳ đã bị Tàu Cộng che giấu cái con virus corona Vũ Hán, không thông báo cho thế giới biết, cho nên khoảng tháng 12 âm lịch, khoảng chừng tháng Giêng dương lịch, trước khi mà xảy ra cơn dịch vào ngày 23 tháng 1, 2020, thì đã có vài trăm ngàn người Tàu ở New York đã đi về ở Trung Quốc để ăn Tết. Và sau khi họ trở lại ở Hoa Kỳ, vì họ là những người Tàu, họ sinh dưỡng tại New York, họ có passport của Hoa Kỳ, nhưng mà dòng máu của họ, quê cha đất tổ, họ là Tàu Cộng. Cho nên Hoa Kỳ, mặc dù đóng cửa đầu tiên trong tháng Giêng, Tổng thống Trump đã đóng cửa không cho tất cả các cái người Trung Quốc nhập vào trong Hoa Kỳ, nhưng mà không thể cấm những công dân Hoa Kỳ có passport Hoa Kỳ để trở lại đất nước Hoa Kỳ. Cho nên cơn dịch bùng phát tại New York là chỗ đó. Và cái số người mà phục hồi do không có thuốc trị từ 900 người, bữa nay sau khi một tháng thử nghiệm dùng cái thuốc để mà trị bệnh sốt rét đã được cơ quan kiểm soát thuốc men và thực phẩm Hoa Kỳ chấp thuận, con số này tới ngày hôm nay đã tăng lên là 4.767 người đã chữa khỏi, đã phục hồi. Cho nên cơ quan kiểm soát thuốc men và thực phẩm của Hoa Kỳ đã ký giấy phép để cho bác sĩ có thể ra tòa. Và con số người phục hồi từ 900 người, từ ở trong cái giường ICU chờ chết, đã lên tới con người lành bệnh là 4.767 người. Và con số này tiếp tục để mà phục hồi, đó là cái tin tốt. Cho nên quý vị yên chí đi. Hiện tại Hoa Kỳ dồn hết tài lực và trí huệ để mà chặn đứng cơn dịch này. Tàu Cộng lợi dụng Hoa Kỳ đang bị dịch, thế giới đang bị dịch. Cho nên tụi nó vào giữa tháng 4 này, tụi nó mới kêu cái bọn tay sai Việt Cộng họp ở Việt Nam để mà bàn giao cái đất nước Việt Nam qua các cái thỏa hiệp để mà nó hợp pháp, đưa quân vào chiếm đóng, đưa cố vấn vào để mà điều hành đất nước Việt Nam. Cho nên chúng ta phải để ý cái điểm này. Nhưng mà không qua được con mắt của cộng đồng người Việt ở hải ngoại và không qua được con mắt của tất cả người dân Việt Nam. Cho nên cái chuyện hồi nãy người Phật tử nói tại sao Tàu Cộng không công khai, nếu nó đưa được thì nó đã đưa rồi. Nhưng mà Tàu Cộng hiện giờ nó không thể nào mà nó bỏ vùng biển Biển Đông được. Mà muốn bảo vệ Biển Đông thì phải có quân đội đồn trú ở trên lãnh thổ Việt Nam. Vì lãnh thổ Việt Nam đã có một chiều dài 2.000 mấy trăm cây số để bảo vệ cho Biển Đông. Mà 7 chiếc hạm đội của Hoa Kỳ đã có mặt ở Biển Đông. Tàu Cộng muốn đánh vô Hoa Kỳ, biết chắc là đánh không thể nào thắng. Nhưng đánh đơn chi? Tại vì dân Tàu á, lâu nay đó, nó được đầu độc. Trung Quốc nó đầu độc dân Tàu. Cho nên nó có một cái biểu tượng là dân Trung Quốc khi mà nó thấy dân Mỹ đã bị nhiễm lên tới số hơn trên 100.000, nó đã treo biểu ngữ, nó đã ăn mừng. Cho nên hiện giờ tất cả những cái nổi loạn trong nước, tỉnh Hồ Bắc đánh với tỉnh Giang Tây, Thẩm Quyến đánh với Thượng Hải, và nó bất tuân cái lệnh của Bắc Kinh, nó đang xảy ra từng giờ từng phút. Và Tàu Cộng không muốn chiến tranh xảy ra nước mình, mà không muốn chiến tranh xảy ra nước mình bằng cách là phải đưa chiến tranh xảy ra nước ngoài. Nhưng mà đánh Việt Nam thì không có lợi. Đánh Việt Nam á, thì xảy ra chiến tranh loạn lạc. Và khi có chiến tranh rồi đó thì sáu cửa biên giới sẽ bị giao tranh. Và dân Tàu không thể mà ôm bom tự sát đi qua Việt Nam để tiêu diệt 50 triệu đồng bào Việt Nam. Mà đánh Việt Nam rồi thì làm sao mà ra lệnh cho Nguyễn Xuân Phúc coi như đem triều cống lúa gạo. Triều cống lúa gạo trả lại bằng tiền Trung Quốc. Tiền Trung Quốc bây giờ không có giá trị gì cả. Trung Quốc hiện giờ đang rất cần dầu. Mà hiện giờ cái vấn đề dầu hỏa là Trung Quốc chỉ còn có con đường là phải mua của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ bây giờ là coi như đã có cái sự coi như
chiến tranh mậu dịch với Tàu Cộng. Tàu Cộng bây giờ, Tàu Cộng cần cái mỏ dầu của Việt Nam, là bây giờ họ bị còn phải mua của Việt Nam, mà bây giờ tốt nhất là qua một cái thỏa hiệp là coi Việt Nam coi như bán cái bãi tư chính đó cho Tàu thì bơm dầu thoải mái, hiểu chưa? Đó, rồi coi như công khai, coi như cho quân đội Tàu Cộng đóng ở Phú Quốc, đóng ở Côn Đảo, đóng ở Đà Nẵng hành, cần gì mà thi hành hiệp định coi như thành đô. Cho nên một lần nữa là vì không thi hành được cái vấn đề mật ước thành đô, vì bị dân chúng Việt Nam phản đối, vì bị các tư lĩnh quân khu mà chưa có chịu làm tay sai cho Tàu, họ sẽ đảo chánh, họ sẽ nổi loạn, nó làm trở ngại cho Tàu. Và để Việt Nam như vậy và chiếm Việt Nam bằng những cái thỏa hiệp về quân sự, thỏa hiệp về sức cản, thỏa hiệp về mua bán, thì Việt Nam sẽ nuôi dân Tàu qua cơn đói này, và đó là cách giết dân Việt Nam càng sớm càng tốt. Cho nên không thể nào Tàu Cộng ngang nhiên thi hành hiệp định, mà nó sẽ dùng cái vấn đề, cái cuộc họp vào trung tuần tháng 4 này để hợp phức hóa sự bán nước của Việt Cộng và sự có mặt của Tàu Cộng trên đất nước Việt Nam. Rồi bây giờ chúng ta thấy rõ là ở tại Hoa Kỳ này, tại sao Hoa Kỳ lại đưa 7 chiếc hàng không mẫu hạm có mặt ở Biển Đông? Tại vì Hoa Kỳ biết rằng Tàu Cộng nó là con chó điên. Tàu Cộng bây giờ sắp bị nổi loạn và nó muốn có chiến tranh. Mà cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ khi nó còn chưa bị cúm corona, nó đánh còn không lại. Mà giờ này nó đã gieo thù gieo oán với tất cả các quốc gia có vũ khí nguyên tử trên thế giới. Nó đã gieo thù với Anh, nó đã gieo thù với Đức, nó gieo thù với Pháp, nó đã gieo thù với Hoa Kỳ. Mà bây giờ đó, sinh mạng và tài sản của dân Hoa Kỳ là đứng đầu. Nhớ kỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là do dân bầu. Ông Donald Trump, ông làm Tổng thống không phải do cướp chính quyền, mà do dân bầu. Và ông Tổng thống Anh, Thủ tướng Anh, ông lên làm Thủ tướng là do dân bầu. Cho nên, sinh mạng của người Anh cũng là đứng đầu. Ông Thủ tướng Ý, Tổng thống Ý cũng là do dân bầu. Sinh mạng của người Ý là đứng trên các hiệp ước thương mại với người Tàu. Và hiện tại, Tàu Cộng tại sao biết tình hình này mà lại gây chiến? Đánh Việt Nam thì nó không đánh rồi, nó chỉ cần cuối trung tuần tháng 4 này nó họp là coi như nó lấy trọn rồi, lấy hợp pháp. Yeah. Mà không ai lên án được hết bằng những cái hiệp ước là hợp tác quân sự. Nó sẽ có hợp ước là thao diễn quân sự, tập trận với Việt Nam để mà chống xâm lược vậy thôi. Nó đưa quân vào, hiệp ước về xuất nhập cảng, thấy không? Rồi hiệp ước về xài tiền Tàu Cộng chính thức, coi như ở trên Việt Nam mà không cần qua cái xài tiền của hồ tặc. Đó, đó là những cách ăn cướp khéo. Thì bây giờ, khi mà nó đã có thái thú là người Tàu, nó đã có đồng tiền là người Tàu, và nó đã có những tên thủ tướng, những tên bộ trưởng bộ công nghiệp là người Tàu, là những tên tay sai người Tàu, và nó đã có quân đội ở Việt Nam, thì nó cần gì chiếm Việt Nam? Nó để đó là một cái hậu cần để mà nuôi dân nó, và nó để một cái nơi xích cản cái những người Tàu bị bệnh để mà giết người Tàu, giết người Việt Nam. Cho nên quý vị đừng có lo, có nhiều người họ không lẽ nói vậy, nó để giết luôn người Tàu sao? Nó tới 1.4 tỷ là hả? Nó hy sinh 100 triệu người Tàu mang di trùng Vũ Hán để xóa sổ Việt Nam. Chuyện đó nó cũng không có lợi gì. Nó có lợi mà Việt Nam mình hại thôi. Không hại gì khi nó chết 100 triệu người. Nha. Nó vẫn còn 1.3 triệu. Không đánh Việt Nam đâu. Nhưng mà có quân đội tại Việt Nam để đánh với Hoa Kỳ. Nhưng mà đánh Hoa Kỳ không đánh lại tại sao đánh? Đánh để chuyển cái tinh thần mà oán hận Tập Cận Bình. Đánh Hoa Kỳ để chuyển cái tinh thần Trung Quốc. Để mà tinh thần Đại Hán. Để mà tinh thần chống Mỹ. Để chi vậy? Để mà họ không còn nghĩ tới cái chuyện đảo chánh Tập Cận Bình. Đánh với Hoa Kỳ để các tướng lãnh quân khu ở Hồ Bắc, ở Giang Tây, ở Vũ Hán, ở Thẩm Quyến, ở Thượng Hải, ở Quảng Đông, ở Quảng Tây không có đưa quân về để mà đánh Tập Cận Bình. Đánh xong, nó sẽ đánh kiểu như là cuộc chiến ở biên giới năm 1979. Đánh xong,
một tháng chịu thua Hoa Kỳ và bắt đầu Tập Cận Bình ra hàng không mẫu hãm của Hoa Kỳ, ký hiệp ước đầu hàng, chịu bồi thường. Nhưng mà sao? Đảng Cộng sản Tàu vẫn còn giữ được và đất nước Tàu không bị xẻ năm xẻ bảy. Chỉ con cái Tàu không sống được đâu. Ha? Phải bồi thường 20.000 tỷ đô la cho các thiệt hại. Thiệt hại về ngành hàng không, thiệt hại về ngành các cái công ty du lịch, thiệt hại về tất cả hãng xưởng đóng cửa, thiệt hại về vấn đề các công ty xe hơi, thiệt hại về vấn đề các hãng Boeing không sản xuất được máy bay, thiệt hại về bao nhiêu từ đây tới cuộc chiến tranh xảy ra, có thể người Mỹ chết tới 10.000 tới 80.000 người. Cho nên đó là những cái mà Tàu Cộng đánh cũng chết, không đánh cũng chết. Sau cái vụ mà Hoa Kỳ chế được thuốc để mà chẩn đứng, để mà phục hồi những người bệnh corona Vũ Hán này rồi, thì ông Trump là ổng một cái người không tha cho Tàu Cộng đâu. Và thế giới cũng vậy, nổi cái tiền mà bồi thường vì vấn đề đã không thông báo con số bệnh nhân ở cái thành phố Vũ Hán, phòng thí nghiệm B3, B4 mà bác sĩ Lý Văn Lượng đã thông báo để cho Hoa Kỳ có thể chặn đứng cái nạn dịch này, thì cho thấy rằng Tàu Cộng không còn con đường nào sống. Nhưng mà có cái nó đánh với Hoa Kỳ rồi nó chịu thua. Để làm chi? Để mà nó còn giữ được cái đảng Cộng sản. Nhưng mà Hoa Kỳ không để về đâu. Khi mày chịu thua rồi, mày sẽ bị Hoa Kỳ ép vào những cái điều khoản là phải bồi thường. Tiền đâu bồi thường? Hả? Không bồi thường thì tất cả các công ty Hoa Kỳ không đầu tư vào Tàu Cộng. Tất cả các công ty ở Anh, ở Đức, ở Pháp, ở Ý, ở Âu Châu không còn làm ăn với Tàu Cộng. Thì Tàu Cộng lấy gì để sống đây? Thật sự bây giờ Tàu Cộng đã chết tới mấy chục triệu người rồi đó quý vị biết không? Nha. Một cái lò đốt xác ở Vũ Hán mà nó quay cái đoạn phim, nó xúc ra là mấy chục ngàn cái điện thoại iPhone mà nó giục đó. Đó là một cái lò Vũ Hán, tới 14 cái lò như vậy. Và số người đi ghét hàng để mà lãnh cái hũ tro cốt là 70.000 cho một cái nơi để mà phát, mà nó có cả chục cái lò như vậy. Cho nên đối với thầy, Việt Cộng nó dựa vào Tàu Cộng để nó sống. Nhưng mà nó không thể sống còn khi Tàu Cộng xảy ra chiến tranh. Mà Tàu Cộng mà đã đầu hàng Mỹ rồi thì Tàu Cộng cũng phải bị ép ký những hiệp ước bất lợi cho Tàu, bồi thường chiến tranh. Và rốt cuộc rồi Tàu Cộng cũng không còn con đường nào để trở lại trước cái ngày xảy ra corona Vũ Hán. Cho nên giữa tháng 4 này Tàu Cộng sẽ ép Việt Cộng ký những cái hiệp ước. Cái hiệp ước đó về mặt á, ngoài thế giới nhìn thấy chỉ là những hiệp ước về hợp tác quân sự, làm ăn mua bán, xuất nhập khẩu gạo lúa và cho phép Tàu Cộng đóng quân ở trên lãnh thổ Việt Nam. Nhưng mà thật sự đó là một cách để mà hợp pháp hợp hiến, để mà qua mặt 100 triệu dân Việt Nam và qua mặt được những cán bộ mà mặc dù phục vụ trong đảng Cộng sản nhưng mà vẫn còn trái tim của Việt Nam. Cho nên cái bài toán này Tàu Cộng nó sẽ đánh ở Biển Đông là chính, không đánh Việt Nam, nhưng mà chọn Việt Nam để mà đồn trú quân sự. Mà như vậy từ bờ biển Đà Nẵng, từ bờ biển Cam Ranh, từ bờ biển Phú Quốc mà bắn ra hàng không mẫu hạm Mỹ thì tội nghiệp cho dân chúng ở bờ biển đó quá. Việt Nam mặc dù nó không đánh Việt Nam nhưng mà nó đồn trú quân đội tại Việt Nam thì Việt Nam cũng thiệt hại rất là nặng. Và bây giờ tôi nói tội nghiệp nhất là những người dân nghèo khổ, những người đi bán vé số ở Việt Nam. Quý vị biết rằng theo con số thống kê báo đài của Cộng sản cho biết, mỗi cái thành phố Sài Gòn, Hồ Chí Minh không á, nó bán vé số nó thâm một ngày là mấy ngàn tỷ của Việt Cộng. Thành phố Hà Nội nó thâu bao nhiêu ngàn tỷ, còn lại 60 mấy tỉnh thành. Mà bây giờ nó ra lệnh, Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh là ngưng ngay tất cả phát hành sổ số. Nó thất thu đi mấy ngàn tỷ mỗi một ngày. Mà trong khi quý vị nhìn lại coi, nó thông báo nó chỉ có 190 mấy người nhiễm virus China. Và tại sao nó phải thất thu tới mấy ngàn tỷ về vấn đề bán vé số? Ở Việt Cộng nó không bán, các tỉnh nó không thu tiền được, nó không chết. Nhưng mà những người bán vé số sẽ chết. Những người đó là họ làm ngày nay
để kiếm tiền ăn ngày nay, họ không có tiền ăn ngày mai, họ sống ở những vỉa hè, họ sống ở những cầu đường, rồi những người bán hàng rong, những người bán bún, bán bánh, bán hàng rong trên lề đường, bán rau cải, những người đó là những người đau khổ. Cho nên quý vị ở Hoa Kỳ, quý vị bị cô lập, quý vị bị hạn chế đi lại, quý vị được đi trong ban ngày, ban đêm không được đi, quý vị thấy khó chịu, từ 12 giờ khuya cho tới 4 giờ sáng không được đi, trừ trường hợp đặc biệt. Nhưng mà quý vị có tiền của ông Trump, ông cho trong tháng 4 này, những người có đi làm đóng thuế sẽ có, những người thất nghiệp thì có trách thất nghiệp, những hàng tiệm nail, những nhà hàng, những cái gì thất thiệt, bị thiệt hại vì cái lệnh cấm tỏ này đều có cái bồi thường. Nhưng mà ở Việt Nam có vài chục triệu người sống bằng nghề giấy số, có vài chục triệu người sống lây lất qua ngày bán hàng rong, họ là những người sẽ chết trước khi bị nhiễm dương tính corona Vũ Hán. Cho nên quý vị hãy nghĩ về những người đó. Nếu chúng ta còn ở Việt Nam, chúng ta là những người trong thành phần bán giấy số, chúng ta là những thành phần buôn gánh bán bưng, thì chúng ta làm gì để sống qua cái cuộc đại dịch này mà Cộng sản Việt Nam chỉ nói là ở nhà không đi đâu hết, ở nhà ăn uống tại chỗ, đừng ra nhà hàng. Như vậy những người bán vé số, những người sống lây lất trên vỉa hè, những người buôn gánh bán bưng, lấy cái gì ăn, lấy cái gì sống thì hoàn toàn không nói. Ở Hoa Kỳ này thất nghiệp thì có tiền thất nghiệp, rồi đầu tháng 4 này sẽ có kèm theo cái check là những người làm dưới 80.000, hai vợ chồng và bốn đứa con thì lãnh được 3.000 mấy, 4.000 đó, những người độc thân thì lãnh được 1.000, và tất cả những cái người cơ sở làm ăn business đều có tiền bồi thường. Còn ở Hoa Kỳ các hãng hàng không thì có tiền bồi thường của ngân sách liên bang, các cái khách sạn cũng có tiền bồi thường thiệt hại. Như vậy mặc dù Hoa Kỳ có dịch nhưng mà ảnh hưởng không lớn. Những đồng bào sống bằng nghề bán vé số hàng chục triệu người, những người bán cải, bán bầu, bán bí, bán bắp, bán hàng rong trên đường phố, ngủ dưới các cầu đường, lấy đâu mà sống qua ngày đây quý vị hả? Cho nên quý vị nghĩ dùm chút xíu đó mà thương cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta không biết làm cái gì, chỉ cầu mong là cơn đại dịch này sắp qua khỏi. Để chi vậy? Tôi chỉ cầu mong nó qua khỏi thôi. Nước Mỹ sẽ phục hồi, Âu Châu sẽ phục hồi, nhưng mà Tàu Cộng không thể phục hồi, vì Tàu Cộng không còn chỗ đứng ở trên trường quốc tế. Không có hãng xưởng nào dám đút tiền vô làm ăn ở Tàu Cộng nữa, vì cái bộ mặt giả dối của Tàu Cộng đã lộ ra hết rồi. Và Tàu Cộng là cái nước sản xuất di trùng, rồi che giấu để phát tán bệnh dịch, ôm bom tự sát, rồi bây giờ lại đưa ra giả nhân giả nghĩa, đem những cái equipment thử nghiệm, những cái kích thử nghiệm dương tính âm tính giả để tặng cho các nước như là Ba Tây, tặng cho các nước đang bị dịch. Quả là người ta đã nhìn rõ cái bằng mặt của Tàu rồi. Tàu Cộng không còn con đường nào khác, chỉ có con đường chết và đầu hàng, và bị thế giới Tây phương đòi nợ đi tới chuyện phá sản. Mà Tàu Cộng chết thì những tay theo Tàu Cộng cũng chết. Chỉ có những người mà đứng lên khi Tàu Cộng đổi đời, Tàu Cộng đầu hàng, thì những người đó mới có cơ hội còn sống. Trân trọng kính chào quý vị và hãy dành một chút thời gian nghĩ về những đồng bào sống bằng nghề bán vé số, bán bưng, bán rau, bán hàng rong, mang dòng máu Việt Nam. Họ làm gì để sống qua cái cơn đại nạn này, phải không quý vị? Trân trọng kính chào.